Anh Khánh bật mic bật cam lên. Anh Khánh Ôi. sao học cứ không vào đúng giờ thế? Cứ phải nhắn tin trên nhóm là như nào? Đang làm bài tập trên lớp dở cô. Con làm bài tập trên lớp giờ thì con phải để ý giờ chứ. Cô cứ ngồi cô chờ như thế. Mic bật cam lên. Tí nữa làm nốt nhanh lên. Cô chờ tầm mấy phút đi. Không có mấy phút gì cả. Mình Nhanh xinh cam lên bởi vì cô sẽ còn có việc khác, không thể lúc nào cũng chờ con được. Bây giờ mình học tối muộn, học 9 giờ chứ có phải học sớm đâu. Nào, cô cần phải nhắn tin cho bố mẹ không? thì con đang bảo con chờ một tí. Cô không chờ được. Bây giờ 9 giờ 10 phút rồi. Học xong là 10 giờ kém. Lần sau học đúng giờ nhá. Cô sẽ không chờ con quá 15 phút đâu. Nếu cô chờ con quá 15 phút thì buổi học sẽ tính là không phép đấy. Hiểu chưa? Nhớ rồi. Nào, hôm nay mình sẽ học tiếp. Giờ này con không làm bài tập về nhà đâu nhá. Còn Bài tập làm hôm nữa trước. con chưa kịp về. Có chuyện luôn đi. Bài tập hôm trước cơ mà. Vâng. Được, thế thì chưa? Gửi bài đi. Vâng, ok cô. Con gửi Cô bài lên chờ nhóm. em để em con ghi lại. Con chưa kịp lưu. Con còn không chụp được ấy. Cô vào Bài tập. slide đi, cô chữa luôn đi cô. Cái Con gì? không chụp được mày. Con không chụp được. Lần Con sau phải cô chỉ ra lô web. sau hôm nay cô sẽ nhắn lên nhóm là làm xong thì gửi bài đấy. Không tự gửi được thì cô nhờ mẹ chụp cho mà gửi đấy. Câu số 1 là gì? Con số 1 cô chữa rồi mà. Câu số 1 cô chữa là gì? Fishing. Hả? Fishing. Nhìn xem nó là bài gì? Làm chưa? Ô, bài này cô có cho bài tập về nhà đâu. Lên nhóm xem lại. Chắc là không cho không? Đây là bài hôm trước nữa. Bài hôm trước nữa làm chưa? Chưa. Đọc cái. Làm chưa? Con mới làm bài thứ ba. Thế bài này là bài hôm thứ bảy rồi sao chưa làm? Hả? Mà con cái như thế? Có cãi nữa không? Làm rồi thì bài đâu? Vào học thì muộn. Con mà học lúc 8 giờ thì các bạn học khác như thế nào? May là con học ca cuối nhá. Con học ca giữa hay con học ca đầu thì các bạn đằng sau phải chờ theo con à? Một lần nữa mà không làm bài tập về nhà thì đừng trách cô. Lần sau vào học đúng giờ. Về nhà làm lại những bài còn thiếu. Cãi bài đâu thì cứ lên nhóm mà xem. Hôm nay mình sẽ sang bài mới. Đọc tiêu đề bài đi. Summer end with the Có nghĩa là gì? first spot. Summer mùa hè và mùa đông thể thao. Có ai dịch thế không? Có Ghép con. thì dịch cái danh từ thứ hai lên đầu tiên.
Danh từ ghép chi, Thể danh thao từ cho mùa hè và mùa đông. dịch lại đi. Thể thao cho mùa hè mùa đông. Các môn thể thao mùa hè và các môn thể thao mùa đông. Học hành tử tế vào. Nào, từ đầu tiên đọc đi. Wheel. 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 Kéo camera thấp xuống. Có nghĩa là gì? Còn biết. Gear vợ wheel có nghĩa là bánh xe, đi đi. Con đi đâu Tiếp tục đọc từ thứ hai. Helmet. Helmet. Có nghĩa là gì? Cái nó mà hiểu. Tiếp tục này. Pocket. Pocket. Pocket là cái túi. Có nghĩa là gì? Là cái túi. Tiếp tục. Delicious. 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 Có nghĩa là Này gì? con biết. Đây là ngon kia vợ. Ngon là gì hả cô? Ngon trong món ăn đấy, con ăn ngon thì nó ngon thôi. Ngon có nghĩa là gì? Khi mà cảm ăn một cái món ăn nào đó mình thấy nó ngon. Tiếp cô. Tiếp tục. Adventure. Adventure. Adventure là phiêu lưu. Cuộc phiêu lưu. Tiếp tục. Suitcase. Suitcase. Suitcase là Có nghĩa là gì? Cái hộp bút. Sai, kia vợ suitcase hành lý. Rồi. Tiếp tục. Mistake. Mistake. Meet choice. Là gì? Nó còn biết. Kia vợ lỗi. Con đi ngủ. Tiếp tục. Journey. Journey. Journey Đọc là lại. sửa lỗi. Journey Tài. à. Chờ Journey. 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 Là gì? Sửa chữa. Skiver. Journey cuộc hành trình. Chuyến đi. Con đi rồi. Tiếp tục. Silly. Silly, Silly. con biết nốt. Ngu ngốc kia vợ. Rồi. Tiếp tục. Nào, chúng ta sẽ đến phần ngữ pháp. Ở đây là conjunctions. Ở đây là có nghĩa là từ nối. Từ nối là từ gần từ như thế nào? Nối giữa hai mệnh đề trong một câu. Ví dụ là từ because. Because có nghĩa là vì. Giải thích nguyên nhân xảy ra một cái điều gì đó. Để cho dùng để nối ra vì câu. Ví dụ, we went to the cinema because it was raining. Chúng tôi đến rạp chiếu phim bởi vì trời mưa. Được chưa? Thì nó sẽ nối giữa hai vế. Vế đầu tiên là we went to the cinema. Vế thứ hai là it was raining. Tiếp theo là chính là từ why. Can indicate that one thing happened at the same time as something else. Chỉ ra là một cái hành động nào đó xảy ra cùng lúc với một thứ khác, nghĩa là gì? Why ở đây có nghĩa là trong khi, ví dụ
While it was raining, we stay indoors. Trong lúc mà trời đang mưa ấy, chúng tôi ở trong nhà. While đây thì là trong lúc. Tiếp tục. Two, before the verb to explain when we're saying why we do something. Sử dụng từ to ở trước một cái động từ để giải thích là tại sao chúng ta lại làm điều này, hay nói khác, to verb để ở đây chỉ mục đích. Ví dụ, we came to the cinema to watch Harry Potter. Chúng tôi tới rạp chiếu phim để xem Harry Potter. Tiếp tục là từ so để chỉ kết quả. Ví dụ, it was raining so we couldn't play in the garden. Trời đang mưa nên là chúng tôi không thể chơi ở trong vườn được. Và cuối cùng là từ bad. Từ bad ở đây là để chỉ ý nghĩa trái ngược. Ví dụ, it was raining but we didn't mind. Trời đang mưa nhưng mà chúng tôi không quan tâm. Được chưa? Ghi các cái từ nối và nghĩa của từ nối vào vở. Ghi đi. Con chả biết nghĩa là gì. Thế từ nãy giờ cô nói gì? Không nghe Con à? nói nhưng mà con lại quên. Thế thì con ghi đi. Sau đó con hỏi cô. Chứ định không Có học thể à? ghi lên slide. Biscuit con biết rồi. Sao không cô? Tiếp tục. Okay, so do you enjoy being in races? Trước ấy, trước khi trả lời thì race có nghĩa là gì? Là đường đua cô. Do you enjoy being in races? Thì câu hỏi. Bạn có thể tham gia từng đua này. Enjoy có nghĩa là Enjoy là gì? yeah, vợ, enjoy là thích. Là gì? Là thích. Không rồi. Trả lời đi. Do you enjoy being in races? No. No, I don't. Trả lời đầy đủ. Can you ride a bike really fast? Yes, I can. Ok. Nào, chúng ta sẽ có một cái câu đố ở đây. Tìm ra người chiến thắng. Which person won the bike race? Ai là người chiến thắng cuộc thi đua xe đạp? The person who won wore red gloves. Đây là các ở bên dưới là các cái gợi ý để tìm ra người chiến thắng trong các cái người mang con số 1, 2, 3, 4, 5. Đầu tiên, gợi ý đầu tiên, the person who won wore red gloves, tiếp theo, and shorts without pockets, and forgot the sunglasses, and wore a helmet with stripes, and their bike had black stripes on it, and their wheels looked quite unusual. Nào, dựa vào cái đấy để tìm ra cái tìm ra cái Khánh ơi bật cam lên. Dựa vào các gợi ý để tìm ra người chiến thắng này. Dịch các gợi ý đi. Dịch câu đầu tiên. Người chiến thắng có găng tay màu đỏ. Dịch tiếp theo đi. Anh And forgot sunglasses có có một nghĩa là cái túi nhỏ. Có một cái túi nhỏ. có một cái túi nhỏ ở đâu? And shorts without, cơ bảo without có nghĩa là gì? À,
Là cái quần đấy có một cái tính nhỏ. Sai, give without mà không. Give without có nghĩa là mà không có. Không rồi. And forgot the sunglasses có nghĩa là gì? Là có một cái kính râm. Tiếp theo, and wore a helmet. Forgot cơ mà. Forgot nghĩa là gì? Còn biết Forgot kia vợ. Xuất phát từ forget, có nghĩa là quên, đi đi. gì cô? Xuất phát từ forget, có nghĩa là quên. Cô Tiếp tục. And wear a helmet with trial, có nghĩa là gì? còn biết là là có một cái mũ. Give a mũ bảo hiểm, try là gì? Cái helmet thì con biết rồi, nhưng mà Sprite không. Try là có vằn, có viền, give a. Con đoán ra. Tiếp tục, and they buy have flash try on it, có nghĩa là gì? Không. Là có một cái bánh xe. Chắc là bình thường. Có một cái bánh xe, có xe đạp, có cái vằn màu đen ở trên nó. Câu cuối cùng, and they will look quite unusual có nghĩa là gì? Là cái bánh xe ít đi rất là êm. Cái gì? Giải thích lại xem nào. Cái bánh xe đi rất là êm. Em cái gì mà em? Ghi vợ, unusual là bất thường, ghi đi. Không. Vậy thì ai là người chiến thắng? Số 1. Ôi dậy số 1. À số 2, à, số 4, số 4, số 4. Nào, write to be called why or so. Điền các từ to be called why hoặc so vào chỗ trống. Điền đi, làm bài đi.
Oh Chuyện bài nào số 2 sai. Trời ơi, dịch hai vế là ra mà sao lại sai? Nào, Holly can't ski, Holly không thể trượt tuyết được. Chấm chấm, she took her sled instead. Mà cô ấy, thay vào đó cô ấy trượt ván. Bởi vì Holly không thể trượt tuyết nên cô ấy đã trượt ván. Đáp án ở đây phải là so. Tiếp tục câu tiếp theo sai. It was funny Holly fell over in the snow. Thứ nhất này, có thể là why. Tại sao? Nếu là why thì Holly ngã cho trên tuyết trong khi mà cô ấy đang nhắn tin với bạn trên điện thoại. Hoặc cách thứ hai, Holly bị ngã trong tuyết bởi vì cô ấy nhắn tin với bạn trên điện thoại. Câu số 4, sai tiếp. We took out our ice skate as well. Phải là because you can skate on the lake there. Chúng tôi cũng lấy cái ice skate là cái giày trượt bởi trong khi mà bạn có trong khi đó thì bởi vì không thể nào là trong khi đó được, nếu mà trong khi đó bạn có thể trượt ở hồ à, rất vô lý. Chúng tôi đã lấy cái giày trượt tuyết của chúng tôi nữa bởi vì là bạn có thể trượt cả trên hồ. Tiếp theo chưa chính xác. After some delicious hot chocolate, Holly got ready to do something silly. Sau khi mà ăn xong vài cái bánh sô cô la nóng rất là ngon thì Holly đã sẵn sàng để làm một điều gì đó rất là ngu ngốc. Câu này because được. I skate around the lake because Holly was making her snowman. Chúng tôi đã trượt tuyết à, trượt trượt băng quanh hồ bởi vì là Holly đang làm người tuyết riêng của cô ấy, hay là trong khi đều được. So chính xác. Holly wanted to have some more fun, so she decided to throw snowballs at me. Holly muốn một cái điều đó, một gì đó vui vẻ nên là cô ấy đã quyết định ném bóng tuyết với tôi. Câu số 8, because chính xác. I put on my skates because I wanted more practice and skate by myself for an hour. Tôi đã đi giày trượt trượt tuyết bởi vì là tôi muốn luyện tập và tự trượt trong vòng 1 giờ. Nào, trước khi học tiếp thì thoát ra vào lại đi.